nhận sự coaching trực tiếp của mình, nhận sự huấn luyện trực tiếp của mình, thì các bạn nhớ Facebook của mình, nhớ Zalo của mình hoặc đăng ký đặc quyền ở trong cái. Hello, xin chào các bạn. Đây là một cái bộ môn học rất là tuyệt vời. Đây là một bộ môn học mà mình muốn chia sẻ các bạn. Bộ môn học này nó dựa trên một cái nguyên lý, đó là các bạn phải hiểu là đó là chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh của tiềm thức. Sức mạnh tiềm thức nó độc lập với chúng ta, nhưng mà nó lại thuộc cái quyền kiểm soát của chúng ta. Đơn giản như này, các bạn hiểu là mình đã chia sẻ với các bạn về những cái bài học kinh thánh rồi, đó là ta biết là Chúa đã tạo dựng nên loài người, Chúa tạo dựng loài người, nhưng mà trước khi tạo dựng loài người thì Ngài đã tạo dựng ánh sáng này, mặt thiên hà, vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, trái đất, rồi là tạo dựng nên tất cả mọi điều, cuối cùng Ngài mới tạo dựng nên loài người. Tức là loài người là tạo vật sau chót vũ trời, và vũ trời tạo dựng loài người một cách tỉ mỉ nữa cơ. Đối với vũ trời muốn đặt loài người vào cái vị thế là cai quản vũ trụ này, con người có khả năng điều khiển vũ trụ này, và Đức Chúa Trời đặt điều đó trong sự sáng tạo của Ngài, và Đức Chúa Trời đặt cái vị thế đó cho con người. Và đôi khi đấy thì chúng ta không biết cái bí mật này, và chúng ta không sử dụng cái bí mật này, nên cho nên cái giáo trình này mình muốn chia sẻ và giúp đỡ các bạn nhận ra cái vị trí của các bạn, nhận ra cái địa vị của các bạn, nhận ra là các bạn có một vị thế, các bạn có một năng lượng, có một nguồn năng lượng không hề cạn khô, không hề biến mất, có một cái sức mạnh ở trong các bạn, một sức mạnh không thể, cái gì có thể dập tắt được, một sức mạnh độc lập, một sức mạnh sai khiến, bởi vì Chúa tạo một sức mạnh phi thường mà Chúa tạo ra rồi. Thật ra thì có những bạn không tin Chúa đâu, có những bạn không biết về Chúa đâu, cũng không đọc Kinh Thánh bao giờ đâu, nhưng mà có những người đó, có những con người như thế, nhưng họ đã sử dụng được cái sức mạnh tiềm thức này rồi, họ đã sử dụng được cái sức mạnh của vũ trụ này rồi. Đấy. Và cũng có rất nhiều cuốn sách viết về cái sức mạnh tiềm thức và sức mạnh vũ trụ này rồi. Thì mình sẽ kể qua cho các bạn là cuốn sách đầu tiên mình muốn nhắc đến, đó là cuốn sách Nghĩ Giàu Và Làm Giàu. Ông đã sử dụng đúng cái vị trí trung tâm vũ trụ của mình, ông đã sử dụng đúng cái quyền mà Đức Chúa Trời ban cho ông, đó là ông có thể điều khiển cả vũ trụ này. Ông đã sử dụng sức mạnh tiềm thức của mình để sai khiến mọi thứ và đạt được điều mà ông ước mơ và khao khát. Ông đã nhận diện được cái vị trí của mình, và đây là cuốn sách đầu tiên mình chia sẻ với các bạn, đó là Nghĩ Giàu Và Làm Giàu. Đấy, đây là cái điều mà mình bật mí các bạn, đây là cái điều, cái tầm quan trọng của nó. Các bạn khát khao được hạnh phúc, vũ trụ này sẽ mang cho bạn hạnh phúc. Khát khao giàu có, vũ trụ sẽ mang cho bạn giàu có. Khát khao trở nên giỏi hơn, tốt hơn, đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, tất cả các bạn chỉ cần sai khiến vũ trụ này sẽ đưa các bạn, giúp các bạn đạt đến điều đó. Nói như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy ông này hơi điên, ông này hơi dở hơi, nhưng mà những người nào biết, những người nào hiểu thì mới có thể nhận lấy được, thì mới có thể nhận lấy, mới có thể hiểu được, chứ còn không họ không hiểu được những gì mình nói đâu, họ chỉ thấy mình đang đùa với họ thôi. Đó chính là sự thật, và đã rất nhiều người đạt được điều này rồi. Các bạn không tin thì vẫn cứ nhìn đời sống của ông Lo Trang là biết. Vậy thì mình sẽ kể tên một số cuốn sách nữa, đó là cuốn sách Tâm Lý Học Thành Công, cuốn sách Sức Mạnh Tiềm Thức, cuốn sách Khéo Ăn Nói Con Đường Thiên Hạ, cuốn sách Đánh Thức Con Người Phi Thường cho bạn. Thì bạn lại đọc những cuốn sách đó nhá. Rồi là có cuốn sách là Cuộc Đời Thịnh Vượng, cuốn sách Khai Phá Sức Mạnh Tiềm Thức, cuốn sách Khai Phá Sức Mạnh Tiềm Thức nhá. Các bạn có thể đọc thêm cả cuốn sách Sức Mạnh Của Điểm Dừng nữa, Sức Mạnh Của Điểm Dừng, hoặc là Sức Mạnh Của Lòng Kiên Nhẫn nữa, Sức Mạnh Của Lòng Kiên Nhẫn, Sức Mạnh Của Điểm Dừng. Đấy. Hoặc là Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng, Sự Yên Lặng, Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng, Sự Yên Lặng. Đấy. Sức Mạnh Của Niềm Tin, Sức Mạnh Của Đức Tin đó, Sức Mạnh Của Đức Tin, Sức Mạnh Của Niềm Tin, hay là Trí Tuệ Và Cảm Xúc, Sức Mạnh Của Trí Tuệ Và Cảm Xúc. Rồi, các bạn đọc cho mình cuốn sách đó nhé. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn. Tại sao, và mình sẽ nói cái lý do, bật mí cái lý do tại sao mà mình khuyên bạn đọc cái những cuốn sách đó. Bởi vì sự thật là như thế này,
mà có thể là một số người sẽ không tin được đâu, sẽ không tưởng tượng đâu, và sẽ có rất nhiều người cho mình cái điều này là điên rồ và hâm. Đó là tất cả những gì xảy ra trên cuộc đời của bạn, tất cả những gì xảy ra trên cuộc đời của bạn đều quyết định bởi trí tưởng tượng, đều quyết định bởi trí tưởng tượng. Khi các bạn tưởng tượng ra một điều gì thì sau này điều đấy rất dễ thì sau này điều đó sẽ có thể xảy ra, thì tất cả điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Khi mình nói như thế này thì các bạn sẽ muốn nhặt một cái viên đá và ném vào mặt mình, đúng không? Mình nói như vậy thì nó sẽ không đúng. Mình nói như vậy nó như là hão huyền vậy, nên là mình sẽ nói rõ để phân tích các bạn, để các bạn hiểu như thế này. Đó là cuộc sống này nhiều người tin về số phận, tin về định mệnh, tin rằng là ông trời hay là Chúa trời đã chuẩn bị một kế hoạch trong đời chúng ta sinh ra rồi. Và khi các bạn tin vào điều đó thì các bạn sẽ sống, à Chúa đã chuẩn bị, hay là Chúa đã có cái tương lai cho mình, hay Chúa đã như thế rồi, thì là các bạn cứ sống như vậy, các bạn cứ sống như vậy theo tin là đã sống mà sẽ xuất tận, và các bạn cứ thả trôi cuộc đời của mình, thả trôi cuộc đời của mình nó đến đâu đến, nó như nào đấy, gặp nào là gặp người này kia, các bạn không có cái sự ảnh hưởng nào thì nó cứ trôi chảy như vậy, đúng không? Nhưng mà ngược lại, nếu các bạn có sự tác động vào nó, các bạn suy nghĩ về nó, các bạn đắn đo với nó, các bạn kiên trì với nó, các bạn có cái tác động gì vào nó thì chắc chắn nó sẽ thay đổi theo quỹ đạo của bạn mong muốn. Có thể nó sẽ không thay đổi hoàn toàn 100% ngay lập tức, nhưng mà chắc chắn nó sẽ thay đổi. Nếu như các bạn còn sống, nếu cái sinh mạng của các bạn còn đủ dài thì chắc chắn nó sẽ theo đổi theo cái cách, theo đúng cái cách mà bạn nghĩ, theo đúng cái cách bạn muốn, theo đúng cái cách bạn muốn. Ví dụ như các bạn đến với một cái đám đông, đến một công ty, đến một cái môi trường tập thể làm việc, hay là tạo dựng mối quan hệ một người bạn hay một người nào đó, xong rồi bạn nói chuyện hay giao tiếp hay là ở trong cái cộng đồng đó, người ta không quý bạn, người ta không thích bạn, đấy là do bạn, đúng không? Đấy là do bạn, đó là do bạn, bởi vì là bạn, bởi vì là cái cách sống của bạn, hay là bởi cách hoạt động, cách làm việc của bạn nó không phù hợp với người ta, nó không nhận, nên là các bạn thay đổi đi. Nên là cái trí tưởng tượng của các bạn tưởng tượng như thế nào các bạn sẽ trở thành con người thế, các bạn suy nghĩ nào thì các bạn sẽ trở thành con người như vậy. Nên các bạn có thể thay đổi được mà, các bạn chỉ cần thay đổi cái bên trong, thay đổi cái tâm lý, thay đổi cái suy nghĩ của mình, là nó phù hợp với môi trường, phù hợp với con người này không, thì tự dưng họ sẽ. Cho nên mình muốn các bạn là cuộc đời này nó chính là do các bạn tưởng tượng ra. Các bạn tưởng tượng, ví dụ là các bạn nói là đi xe đạp khó lắm, tôi không thích đi xe đạp đâu, quá khó, rồi là đi xe đạp nguy hiểm, đi xe đạp mệt, rồi đi xe đạp không tốt này khác, thì các bạn sẽ không được học đi xe đạp cả, các bạn sẽ không bao giờ đi xe đạp cả. Nhưng mà nói là đi xe đạp sẽ tốt sức khỏe, đi xe đạp sẽ rèn luyện, đi xe đạp dễ, không khó gì cả, mọi người ai cũng phải biết đi xe đạp, ai cũng học được đi xe đạp hết, ai lớn lên cũng đi xe đạp, các bạn sẽ đạp được xe thôi, đúng không? Nó như vậy, nó là chung quy cuộc sống là do bạn tưởng tượng, cuộc sống này xảy ra là do bạn tưởng tượng, cuộc sống này chính là trí tưởng tượng của bạn, những điều hiện thực sẽ chính tưởng tượng của bạn. Và người ta vẫn thường nói với nhau đó là mọi thứ sẽ xảy ra hai lần, một lần ở trong tâm trí của bạn và một lần ở hiện thực. Mọi thứ sẽ xảy ra hai lần, một lần trong tâm trí của bạn, một lần trong hiện thực. Và những gì bạn có trong đầu sẽ có trong tay, những gì bạn có trong đầu sẽ có trong tay. Nhiều người sẽ đánh giá cái điều mình chia sẻ với các bạn là điên rồ, là vớ vẩn, làm sao lại có trong đầu có trong tay. Bây giờ mình tưởng tượng trong đầu tôi có 1 tỷ, trong tay tôi có 1 tỷ, ông đọc nói ni tin, không phải như vậy. Mà ý đây mình muốn nói là gì, đó là cái điều ở bên trong con người bạn nó khả năng sai khiến vũ trụ này, nó có thể khả năng ảnh hưởng vũ trụ này, tác động vũ trụ này và giúp cho con người bạn, giúp cho mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ giúp bạn đạt được cái điều mà bạn mong muốn, chứ không phải là tôi nghĩ là tôi sẽ có 1 tỷ trong đầu xong ngày mai vậy vẫn có 1 tỷ trong tay, thế là điều vô lý, đúng không? Nên là không phải như vậy. Mình đang nói về sức mạnh tiềm thức, là một sức mạnh mà nó hoàn toàn độc với con người, và chúng ta có cái khả năng sai khiến cái sức mạnh đó, vận hành cái sức mạnh đó theo cái cách mà chúng ta muốn, theo cách nào muốn. Thì mình cũng nhắc lại một cái câu kinh thánh mình vẫn chia sẻ với tất cả các bạn, các bài chia sẻ với tin lành đã nói rồi, và Chúa Giêsu phán rằng, Chúa Giêsu phán đó, là nếu như ngươi có niềm tin, ngươi có niềm tin ấy, thì ngươi nói với ngọn núi kia hãy rời mình lấp biển thì nó sẽ rời mình lấp biển cho ngươi. Trong câu kinh thánh rất là hay, đó là Chúa nói là ngươi nói với ngọn núi rời mình lấp biển, nó sẽ làm điều đó cho ngươi. Ở đây đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải là người đào núi và lấp biển. Bác Hồ nói là đào núi lấp biển quyết chí ác làm nên, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chính chúng ta phải là người đi đào núi đó rồi đi đem lấp cái biển đó, chính chúng ta phải làm điều đó. Nhưng mà chúng ta quên mất điều Chúa Giêsu muốn nói, đó là tự nó sẽ làm điều đó, tự nó sẽ làm điều đó.
và việc của bạn góp phần vào đó là tin. Nhưng mà tin không nghĩa là ngồi đó, tin không nghĩa là ngồi đó, tin không có nghĩa là bạn không làm gì cả, tin không có nghĩa là ngồi đó. Còn hiểu không nhỉ? Niềm tin hay là tất cả những cái suy nghĩ hay cảm xúc hay là lý trí hay là ý tưởng hay là trí tưởng tượng thì nó là con người của bạn, nó là con người của bạn, và bạn dùng cái con người của bạn đó là con người mà Đức Trời tạo dựng, là con người mà Đức Trời đặt ở trong vũ trụ để làm trung tâm vũ trụ, là con người mà Đức Trời ban cho quyền cai trị và tế trị và điều khiển vũ trụ này, thì các bạn sử dụng tất cả điều đó, niềm tin, trí tuệ hay là sự kiên định, lòng nhẫn nại, bất cứ điều gì đó để điều khiển vũ trụ này, để đa, và vũ trụ này sẽ vận hành theo cái cách mà các bạn điều khiển, và các bạn sẽ đạt được điều mà bạn muốn. Đấy là cái ý thâm sâu mà Chúa Giêsu dạy, ý thâm sâu của sức mạnh tiềm thức, chứ không phải là tôi nói là tôi có chiếc ô tô ngày mai tôi có luôn, không phải như vậy, mà nó làm cả một sự vận hành, nó cả một sự vận hành. Thì mình chia sẻ với các bạn như vậy để cho các bạn hiểu, để các bạn hiểu đây là cái môn học. Chúng ta tin hay là chúng ta kiên trì hay là nhẫn lại hay là chịu đựng hay là vui mừng hay là đón nhận, điều đó không phải nó xảy ra ngay, mà nó cần chúng ta phải hành động, nó cần chúng ta phải làm việc, và chúng ta sẽ phải hành động như nào, phải làm việc như nào, hay chúng ta phải như kế hoạch như nào, tất cả như nào để làm sao cái sức mạnh tiềm thức nó hoạt động theo cách chúng ta muốn, thì nó sẽ nằm trong cái giáo trình này, nó sẽ nằm trong toàn bộ những chuỗi series trong giáo trình này. Mình sẽ chia sẻ từ bài số 1 đến bài số sau, và cái video này chắc chắn rồi, nó chỉ là video giới thiệu thôi, và đây chính là cái cốt yếu mà mình muốn chia sẻ với các bạn, tại sao lại có sức mạnh tiềm thức, tại sao ta lại phải sử dụng sức mạnh tiềm thức, và chúng ta phải làm gì để sử dụng sức mạnh tiềm thức, và sức mạnh tiềm thức sẽ mang đến điều phi thường như thế nào, và chúng ta đón lấy những điều đó như thế nào. Thì tất cả như vậy đó là những hành động của chúng ta, đó là cái việc làm của chúng ta, đó là quyết định của chúng ta. Thì mình sẽ là người coaching huấn luyện cho các bạn trong tất cả video tiếp theo đấy. Còn nếu các bạn nào muốn nhận sự coaching trực tiếp của mình, nhận sự huấn luyện trực tiếp của mình, thì các bạn nhớ Facebook của mình, nhớ Zalo của mình, hoặc đăng ký đặc quyền ở trong cái link ở dưới mô tả của cái video này, thì chúng ta sẽ có cơ hội kết nối với nhau. Và đặc biệt những bạn ở Hải Phòng nhá, mình là người Hải Phòng, thì các bạn sẽ có một cái hội rất là tuyệt vời, có thể trở thành cộng tác của mình, có thể trở thành người trong hệ thống của mình, và biết đâu chúng ta sẽ cùng nhau thành công, cùng nhau giàu có, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau tiến đến những vị trí tốt đẹp của cuộc đời này. Các bạn xem cái video này các bạn thấy hay, và các bạn hãy chia sẻ cái video này cùng toàn bộ giáo trình này cho những ai bạn yêu mến nhất, cho những ai bạn muốn rằng họ thay đổi cuộc đời họ, họ đang khổ đau, họ đang thiếu thốn, họ đang tiêu cực. Các bạn hãy chia sẻ cái video và chuỗi giáo trình này cho họ nhé. Và cuối cùng là các bạn hãy để ý rằng các bạn đã subscribe kênh của mình chưa, đăng ký kênh của mình chưa. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy mình thì các bạn hãy đăng ký nhé, và comment đặt ra câu hỏi gì đó mà các bạn còn thắc mắc, còn cảm thấy mình có thể giúp bạn, hãy comment nó. Mình khao khát được tương tác với các bạn rất là nhiều, bởi vì những câu hỏi các bạn sẽ giúp cho bản thân Lộc thông minh hơn, và mình phải cảm ơn các bạn nếu như các bạn hỏi mình, vì khi bạn hỏi mình ấy, mình cảm thấy là mình đang có giá trị hơn, những cái video của mình đang mang đến những điều tốt cho người khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo của chuỗi giáo trình này. Goodbye.